hiểu 60 cách xử lý từ chối của khách hàng với bảo hiểm nhân thọ. Phần 2. 11. Tôi đang bận, để hôm khác bàn tiếp nhé. Chính vì biết anh chị rất bận rộn, nên tôi đã tranh thủ tư vấn cho anh chị. Có rất nhiều việc quan trọng khác chúng ta có thể hoãn lại để giải quyết sau. Tuy nhiên, bảo vệ tài chính gia đình và thể hiện tình yêu của mình với gia đình là điều rất quan trọng với mỗi chúng ta. Chính vì biết anh bận rộn, nên tôi mới tranh thủ thời gian để tư vấn cho anh chị. Tham gia bảo hiểm nhân thọ là để đảm bảo an toàn tài chính gia đình và đề phòng những rủi ro trong cuộc sống, cũng như chuẩn bị khoản viện phí phòng những khi đau ốm. Chẳng hạn hôm nay chúng ta có bệnh, thì không thể nói rằng mình không có thời gian, để khi khác rồi sẽ chữa trị, đúng không anh chị? Vâng, nếu hôm nay anh chị bận, thì tôi cũng sẽ không làm phiền đến anh chị. Vậy tuần sau khi nào anh chị rảnh, tôi sẽ ghé qua để tư vấn giúp anh chị. Có tham gia bảo hiểm hay không, đối với tôi không phải là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, để dành ít phút để hiểu thêm về bảo hiểm nhân thọ có thể giúp được gì cho những người thân yêu và bạn bè của mình, tôi nghĩ anh chị sẽ sẵn sàng chứ. Nếu thấy lợi ích của bảo hiểm nhân thọ, anh chị có thể giới thiệu bạn bè và khách hàng giúp tôi cũng được. Chính vì biết anh chị đã rất bận rộn mới có thể xây dựng sự nghiệp như ngày hôm nay. Vì vậy chỉ cần khoảng 30 phút để tôi giúp anh chị hiểu được, với một khoản phí bảo hiểm nhân thọ rất nhỏ, cũng có thể giúp anh chị bảo vệ tài sản và sự nghiệp của mình một cách chắc chắn và an toàn nhất. Vậy tôi có thể chia sẻ với anh chị trong 30 phút được không ạ? 12. Kế hoạch tài chính này rất tốt, nhưng để khi khác mình bàn tiếp nhé. Tôi rất hiểu suy nghĩ của anh chị. Bàn về thời gian thì ba rủi ro sau có thể xảy đến trong đời người đó là sống quá thọ, mất quá sớm và ốm đau bệnh tật. Trong tất cả các trường hợp trên, chúng ta đều cần đến tiền, và bảo hiểm nhân thọ là công cụ giúp chúng ta có được khoản tài chính đúng lúc nhất khi chúng ta cần đến nó. Thưa anh chị, anh chị có thể yêu cầu tôi đợi cho đến khi nào anh chị có thời gian, và điều đương nhiên là tôi sẽ đợi được. Nhưng với những người thân của anh chị, liệu họ có đợi để được anh chị thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm của anh chị không? Thưa anh chị, tôi rất hiểu suy nghĩ của anh chị. Tôi cũng có những người bạn thân vì mỗi tuần đều gặp mặt, nên sẽ dành khi nào họ rảnh tôi sẽ tư vấn. Nhưng điều không may có thể xảy ra bất cứ khi nào. Nếu họ có vấn đề chẳng may tôi chắc sẽ rất ân hận. Vậy khi nào anh chị rảnh, thì cho tôi khoảng 30 phút để tư vấn nhé. Bây giờ tôi nghĩ mình sẽ đi tư vấn cho những người bạn thân của mình thì sẽ tốt hơn. Cảm ơn anh chị. Thưa anh chị, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ rất đặc biệt là khi mình không cần đến có thể mua được. Nhưng khi thật sự cần đến, thì sẽ không mua được với bất kỳ giá nào. Anh chị biết tại sao không? Thông thường, mọi người luôn ưu tiên cho những kế hoạch tài chính ngắn hạn khác, như mua nhà, mua quần áo, thức ăn, đi ăn nhà hàng. Nhưng nếu không có quần áo mới, chúng ta có thể mặc quần áo cũ. Nếu không có nhà mới, xe mới, chúng ta có thể ở nhà cũ, đi xe cũ. Nhưng bảo hiểm nhân thọ là kế hoạch tài chính chung và dài hạn, sẽ giúp chúng ta an tâm về những khoản chi phí ngắn hạn khi có những rủi ro không mong đợi xảy ra. 13. Gửi tiết kiệm ở ngân hàng thì sẽ tốt hơn gửi bảo hiểm nhân thọ. Thưa anh chị, bảo hiểm nhân thọ và ngân hàng là hai hoạt động hoàn toàn khác nhau. Ngân hàng là nơi giúp chúng ta tiết kiệm dần, để có được số tiền như chúng ta mong muốn, có thể rút ra ngay cả khi không cần đến. Gửi tiết kiệm ngân hàng cần thiết cho những mục tiêu ngắn hạn, như mua sắm, chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên, bảo hiểm nhân thọ giúp chúng ta tạo ra số tiền mình mong muốn, sau đó tiết kiệm dần, đến khi chúng ta đáo hạn sẽ nhận toàn bộ tiền của mình đã tiết kiệm, cộng với khoản lãi, nhằm phục vụ cho các mục tiêu dài hạn hơn, như mua nhà, chuẩn bị tiền cho con vào đại học, chuẩn bị quỹ hưu trí để về hưu. Nếu chẳng may chúng ta gặp rủi ro, thì mặc dù chỉ đóng phí ít, nhưng chắc chắn những người thân yêu của mình sẽ nhận được số tiền như mình mong muốn, chứ không phải số tiền mình dành dụm được. Tóm lại, từ khi ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, mục tiêu của mình chắc chắn sẽ đạt được.
cho dù mình có thọ hay không. Đó là sự khác biệt giữa bảo hiểm nhân thọ và ngân hàng. Hãy để tôi tư vấn rõ hơn cho anh chị nhé. Ngân hàng và bảo hiểm rất khác nhau. Điểm khác biệt cơ bản nhất chính là một người khách hàng của ngân hàng và công ty bảo hiểm đều mong muốn sau 10 năm tiết kiệm sẽ có được 100 triệu, với mỗi năm sẽ tiết kiệm 10 triệu đồng. Nhưng đến năm thứ 3 chẳng may gặp rủi ro, thì ngân hàng chỉ trả khách hàng của mình 30 triệu và lãi, nhưng công ty bảo hiểm lại trả khách hàng mình 200 triệu cộng lãi. Nếu suy nghĩ như vậy, thì bảo hiểm nhân thọ cũng không cần thiết tham gia, kinh doanh lại càng không cần thiết làm, mà tiết kiệm qua ngân hàng để lấy lãi là được. Nhưng trên thực tế rất nhiều người tham gia bảo hiểm, ngành bảo hiểm nhân thọ non trẻ của Việt Nam, mỗi năm thu đến hơn 15.000 tỷ, và còn tăng trưởng rất mạnh mẽ. Thưa anh chị, tôi có tiết kiệm trong ngân hàng để lấy lãi, và dùng lãi suất để tham gia bảo hiểm nhân thọ. Trong mọi trường hợp, tôi đều có thể đạt được mục tiêu ngắn hạn cũng như dài hạn của mình trong cuộc sống. 14. Thời gian tham gia bảo hiểm nhân thọ quá dài. Anh chị nghĩ rất đúng. Tham gia bảo hiểm nhân thọ là tham gia một kế hoạch tài chính chung và dài hạn. Chính vì vậy, tham gia càng sớm mức phí càng thấp. Khi về già, tuổi già luôn gắn liền với ốm đau bệnh tật, chi tiêu sẽ nhiều hơn mà không còn tạo được thu nhập nữa. Vì vậy với khoản tiết kiệm khoảng 15% hàng tháng sẽ giúp chúng ta có cuộc sống an nhàn khi về hưu. Thật nghịch lý khi con người luôn mơ ước sống thọ mà không hề chuẩn bị tài chính để sống thọ. Anh chị suy nghĩ rất đúng. Bảo hiểm nhân thọ là kế hoạch cung cấp tài chính lúc chúng ta cần thiết nhất. Bảo hiểm nhân thọ không thể cung cấp khoản tài chính cho con cái anh chị để đi học đại học lúc bé 10 tuổi. Anh chị có đồng ý không? Và để con cái chúng ta đi học đại học, thì chúng ta cũng không thể đợi đến lúc cháu 15 tuổi mới chuẩn bị, mà chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Anh chị có đồng ý với ý kiến của tôi không? Anh chị hiểu rất đúng. Vì nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm nhân thọ là rất công bằng. Thời gian tham gia càng dài, mức phí càng thấp, và mức độ bảo hiểm nhân thọ càng cao. Bảo hiểm nhân thọ cung cấp những giải pháp tài chính chung và dài hạn cho khách hàng. Phí bảo hiểm sẽ được đầu tư vào những dự án chung và dài hạn. Chính vì vậy, tham gia bảo hiểm nhân thọ, bên cạnh bảo tức hợp lý, chúng ta còn mua được sự bình yên trong tâm hồn lâu dài hơn. Ai cũng muốn được sống yên tâm và hạnh phúc trong thời gian dài. Anh chị có đồng ý không ạ? Đúng vậy. Tham gia bảo hiểm thời gian càng dài, thì công ty bảo hiểm nhân thọ có trách nhiệm bảo vệ sự yên tâm của khách hàng càng dài. Chẳng hạn khi chúng ta mua TV hay xe ô tô, chúng ta cũng muốn được bảo hành với thời gian càng dài càng tốt. Anh chị có đồng ý với ý kiến của tôi không? Đúng vậy. Lúc trước tôi cũng suy nghĩ như anh chị, nhưng tham gia chơi hội hay gửi ngân hàng để dành cho những mục tiêu ngắn hạn. Riêng với bảo hiểm nhân thọ thì dành cho mục tiêu dài hạn. 15. Tôi đã tham gia bảo hiểm nhân thọ xã hội và bảo hiểm y tế rồi. Chúc mừng anh chị đã có được những chế độ bảo hiểm nhân thọ đại chúng. Tuy nhiên vì đây là bảo hiểm xã hội, nên mức độ được chi trả cũng không cao như nhu cầu mong muốn của anh chị. Hơn nữa những phúc lợi rộng rãi đó thông thường phục vụ cũng giới hạn, và mức độ bảo vệ ở mức trung bình. Điều kiện để được bảo hiểm xã hội thông thường là phải làm việc từ 20 đến 25 năm, mà phần lớn mọi người rất ít thỏa mãn những yêu cầu tối thiểu để được nhận lương hưu. Bảo hiểm nhân thọ xã hội rộng mở luôn được thiết kế ở mức cơ bản và giới hạn, không thể phù hợp với tất cả mong muốn của mọi người. Và điều kiện kèm theo để được bảo hiểm nhân thọ xã hội cũng có những yêu cầu chuyên biệt. Theo đó, khách hàng tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được căn cứ vào nhu cầu thực tế của mình để tham gia. Thông thường bảo hiểm nhân thọ xã hội sẽ không chi trả cho khách hàng trong trường hợp tự tử. Tuy nhiên, những điều khoản này vẫn áp dụng trong bảo hiểm nhân thọ sau khi hợp đồng có hiệu lực trên 2 năm. Chúc mừng anh đã có được bảo hiểm nhân thọ xã hội và y tế. Tuy nhiên quyền lợi này chỉ áp dụng cho cá nhân anh mà thôi. Vậy còn những người thân yêu của anh thì sao? Liệu họ có cần được chăm sóc y tế và bảo vệ không? 16. Tham gia bảo hiểm nhân thọ xui xẻo lắm. Nhiều khách hàng khác cũng có suy nghĩ giống anh chị. Tuy nhiên hàng triệu người đã tham gia bảo hiểm nhân thọ, khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đáo hạn,
họ đã nhận lại khoản tiền của mình để chi tiêu và hoàn thành mục tiêu của mình. Chỉ có một số ít khách hàng chẳng may gặp rủi ro, và họ đã được chia sẻ rủi ro từ những khách hàng khác. Mặc dù khi rủi ro xảy đến thì rất công bằng, chúng ta không hề biết ai sẽ gặp rủi ro và khi nào mình gặp rủi ro để mà tránh, nên mới có ngành bảo hiểm nhân thọ hoạt động như hiện nay. Nếu không có bảo hiểm nhân thọ thì khi rủi ro đến thì lại càng xui xẻo hơn, vì sẽ không có ai muốn thay chúng ta để mà chịu sự rủi ro. Thật may mắn vì công ty bảo hiểm sẽ thay mặt để giúp khách hàng vượt qua rủi ro về tài chính. Bảo hiểm nhân thọ không dành cho người đã mất, mà dành cho những người thân yêu của họ tiếp tục duy trì cuộc sống khi không còn người trụ cột trong gia đình nữa. Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ thì công ty luôn cầu mong cho khách hàng sống thật thọ và luôn may mắn, vì khi khách hàng gặp rủi ro thì công ty sẽ phải bồi thường cho sự rủi ro đó. Bảo hiểm nhân thọ được thành lập để giúp khách hàng tránh những rủi ro về tài chính, chứ bảo hiểm nhân thọ không phải thành lập để đem đến những điều không may mắn cho khách hàng. Bảo hiểm nhân thọ luôn đem lại may mắn cho khách hàng của mình, vì bảo hiểm nhân thọ không chỉ chi trả khi khách hàng gặp rủi ro, mà phần lớn bảo hiểm nhân thọ chi trả khi con cái anh chị đi học đại học, chi tiền khi anh chị đến tuổi nghỉ hưu để đi du lịch, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và được chăm sóc y tế tốt hơn. 17. Tôi còn độc thân, không có nhu cầu mua bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ chính là chuẩn bị thể hiện trách nhiệm của mình với gia đình vợ con. Sau khi mình kết hôn, và cho dù còn độc thân thì chúng ta vẫn cứ phải chăm sóc cha mẹ và những người thân yêu khác của mình, đúng không anh chị? Vâng, dù đang còn độc thân, chúng ta vẫn cần có bảo hiểm nhân thọ để xây dựng những mục tiêu khác trong cuộc sống. Và người độc thân vẫn cần phải được chăm sóc y tế, viện phí khi có rủi ro. Anh chị có đồng ý không ạ? Chính vì thấy anh chị còn độc thân nên tôi mới đến đây để chia sẻ với anh chị những gì bảo hiểm nhân thọ có thể giúp anh chị bây giờ, cũng như khi anh chị có gia đình sau này. Giả sử nếu một người phụ nữ gặp hai chàng trai cùng đến cầu hôn một lúc, anh thứ nhất nói anh sẽ yêu và chăm sóc em đến khi anh chết, còn anh chàng thứ hai sẽ nói anh sẽ yêu và chăm sóc cho em ngay từ bây giờ và ngay cả khi anh không còn trên đời này nữa. Nếu là người phụ nữ đó, anh chị sẽ chọn người nào? Tham gia bảo hiểm nhân thọ không chỉ để dành cho người khác, mà tham gia bảo hiểm nhân thọ là dành cho chính mình, để được độc lập tài chính khi về hưu, được chăm sóc y tế khi ốm đau, vẫn có thu nhập khi chẳng may bị tàn phế. Nhờ đó sẽ không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Anh chị còn độc thân và mải lo cho sự nghiệp, luôn cảm thấy bảo hiểm nhân thọ không phải dành cho mình. Tuy nhiên, bảo hiểm nhân thọ có thể giúp chúng ta tạo ra một khối tài sản rất lớn trước, rồi đóng phí dần dần. Đó cũng là cách làm tăng giá trị bản thân đối với cuộc sống. Anh chị có đồng ý không ạ? Bảo hiểm nhân thọ luôn có những sản phẩm đa dạng cho tất cả các đối tượng khách hàng, vì mọi người đều phải chịu rủi ro như sau. Chẳng hạn như khi chúng ta đi trên đường, cho dù chúng ta rất cẩn thận để tránh tai nạn, nhưng không phải ai cũng cẩn thận như chúng ta. Vì vậy rất nhiều khách hàng còn trẻ và độc thân khác vẫn tham gia bảo hiểm nhân thọ. Họ tham gia bảo hiểm nhân thọ vì đây là bức thông điệp tình yêu thân thương dành cho gia đình và cha mẹ. Anh chị nghĩ sao khi mình tham gia bảo hiểm nhân thọ và để tên cha mẹ của mình là người thừa hưởng, và nói với cha mẹ mình rằng con sẽ chăm sóc cha mẹ ngay từ bây giờ và ngay cả khi con không còn trên đời này nữa? Học sinh trong tất cả trường học đều còn độc thân và rất ít gặp rủi ro, nhưng chính phủ và nhà trường vẫn phải yêu cầu mua bảo hiểm nhân thọ tai nạn, đơn giản vì ai cũng cần được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống. Anh chị có thấy vậy không ạ? Ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ cũng như khi đi vào rừng phải đem theo lương khô, lúc trời nắng phải mang theo dù che mưa, để khi đói bụng có thể dùng lương khô, khi trời mưa thì cần đến dù để che mưa vậy. 18. Nếu có chiến tranh hoặc chính trị bất ổn thì sao? Thực sự mọi người luôn lo lắng đến những gì chúng ta không kiểm soát được. Giả sử chiến tranh có xảy ra thì liệu chúng ta có thể đem theo tiền ở ngân hàng, mang theo cả ngôi nhà của mình để đi lánh nạn không?
Hơn nữa người chết do chiến tranh chỉ có tỷ lệ rất nhỏ, nhưng người qua đời vì những rủi ro bệnh tật, tai nạn giao thông thì cao hơn gấp hàng trăm hàng ngàn lần. Vậy chúng ta cần phải đề phòng rủi ro nào trước theo anh chị? Thực tế cuộc sống hiện nay so với lúc trước đã tốt đẹp hơn rất nhiều lần. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh nhất, chính trị ổn định nhất. Vậy ai sẽ tạo ra chiến tranh để cuộc sống ngày một kém đi? Chiến tranh có thể xảy ra nhưng tỷ lệ này là 1%, nhưng những rủi ro khác là 99%. Không tham gia bảo hiểm nhân thọ thì sẽ không lo đến những rủi ro như chiến tranh, nhưng cuộc sống gia đình sẽ không được yên tâm vì những rủi ro khác cao hơn hàng ngàn lần so với chiến tranh. Rủi ro đó có thể là tai nạn giao thông, bệnh tật, tàn phế. Vậy chúng ta sẽ bảo vệ cho rủi ro nào trước? Nếu suy nghĩ như anh chị thì sẽ không còn ai mua nhà, mua xe hay cho con đi học nữa. Vì như thế, chúng ta sẽ không tự bảo vệ được cho mình vậy. 19. Đồng tiền mất giá. Vâng thưa anh chị, đồng tiền thì để ở đâu cũng mất giá cả. Chỉ có cách duy nhất để đồng tiền không mất giá là chúng ta sẽ tiêu hết toàn bộ số tiền mình có được, hoặc phải đem đi đầu tư sinh lợi. Bảo hiểm nhân thọ là một trong những kênh có thể giúp anh chị đầu tư tiền của mình tốt nhất. Bên cạnh đó, anh chị còn tạo ra số tài sản lớn trước, sau đó đóng phí dần. Bảo hiểm nhân thọ giúp anh chị bảo vệ an toàn tài chính gia đình mình. Tôi đồng ý với anh chị, đồng tiền sẽ mất giá theo thời gian. Và chính vì đồng tiền mất giá ở mức độ cho phép, thì nền kinh tế mới phát triển được. Tuy nhiên khi tham gia bảo hiểm nhân thọ là tham gia bảo vệ và đầu tư, không phải mình đóng ngay lập tức một số tiền lớn, mà mình sẽ đóng phí dần dần. Tôi đồng ý với anh chị là đồng tiền sẽ mất giá, cho dù ở Việt Nam hay bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng vậy. Hoặc chúng ta sẽ tiêu hết số tiền mình kiếm được, hoặc chúng ta sẽ tiết kiệm một khoản tiền nhỏ trong bảo hiểm nhân thọ để mua một hợp đồng với mệnh giá bảo vệ rất cao, để đề phòng những rủi ro bất chắc trong cuộc sống. Đồng tiền mất giá nghĩa là lạm phát, mà có lạm phát thì nền kinh tế mới phát triển. Nhưng đồng tiền mất giá là vấn đề của nền kinh tế chung. Trong tình hình an toàn giao thông hiện nay, sự ô nhiễm của môi trường sống, rất nhiều những tai nạn và bệnh nghề nghiệp ngày càng nhiều, và chúng ta cần một khoản tài chính để đối phó với những rủi ro trên. Tôi đồng ý với anh chị là đồng tiền mất giá. Chính vì vậy công ty Manunai Việt Nam đã thiết kế những sản phẩm đảm bảo thời giá, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn. Để tôi tư vấn về sản phẩm này để anh chị tham khảo nhé. Hãy đăng ký theo dõi kênh YouTube này để thường xuyên cập nhật những kiến thức mới.